Xin chào quý vị và các bạn. Bão số 2 đã tan nhưng tàn dư của bão cùng với đới gió đông nam đưa ẩm từ biển vào đất liền nên Bắc Bộ vẫn còn mưa diện rộng trong hôm nay. Tuy nhiên lượng mưa tập trung ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Người dân cần đề phòng sạt lở đất và lũ quét vùng đồi núi cũng như ngập úng vùng trũng thấp ven sông. Do mưa vẫn còn duy trì nên nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục mát mẻ với nhiệt độ từ 27 cho tới 30 độ. Phải sang 2 ngày cuối tuần thì mưa mới giảm nhanh, trưa chiều nắng ráo, thuận lợi hơn cho sinh hoạt thường nhật của người dân. Với các tỉnh thành miền Trung, mưa vẫn xuất hiện rải rác ở các tỉnh phía Bắc như là Thanh Hóa và Nghệ An, tập trung vào thời điểm cuối ngày. Nhiệt độ vì thế vẫn ở mức mát mẻ, chỉ từ 29 đến 31 độ. Còn tại khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, trưa chiều trời nắng nên nhiệt độ cao 32 đến 34 độ. Còn với các tỉnh phía Nam, bão số 2 đã tan, đới gió Tây Nam vì thế hoạt động yếu nên tại Tây Nguyên và Nam Bộ khoảng thời gian sáng trưa và đầu giờ chiều, trời không mưa, có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên tăng lên xấp xỉ 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Sau đó đến chiều và tối nay mưa vẫn xuất hiện tại Tây Nguyên và Nam Bộ nhưng diện mưa ở mức rải rác và thời gian mưa ngắn, tập trung trong khoảng từ 16 đến 18 giờ chiều. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Bão số 2 đã tan, cường độ gió trên toàn khu vực Biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì cũng đã giảm dần xuống cấp 3, cấp 4, có lúc đạt cấp 5. Tình trạng biển dần ổn định trở lại. Tuy nhiên với hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Về tầm nhìn xa thì giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền khi lưu thông cần hết sức chú ý.